Theo đề xuất Bộ Y tế vừa xin ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp F0 không có hết triệu chứng đang trong thời gian cách ly, tình nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, đối với F0 không có hết triệu chứng đang trong thời gian cách ly, tự nguyện tham gia làm việc, các đơn vị, địa phương có thể xem xét bố trí thực hiện các công việc trực tuyến không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao, trên rội chuyên môn và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. F0 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. F1 nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine được phép tham gia các công việc cấp bách của đơn vị, địa phương, Thông qua các hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, cơ sở làm việc phải bố trí thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm. F1 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại, không tiếp xúc gần với người xung quanh và thực hiện nghiêm 5K.